Hello mọi người, ở nay mình làm món xíu ngoại hấp nha mọi người. Đó. Mình làm xíu ngoại ăn bánh mì nha mọi người. Đó, rồi mình bây giờ mình xuống mình quay cho mọi người xem luôn nha. Đó. Đang cắt hành nha mọi người. Đó. Hành lá nè. Đây hành lá. Đây nữa nha mọi người nè, cái này nữa này, này cái này ngò ngò rí nha mọi người. Đó. Đây, ra đây. Rồi, đường mập sắc kìa. Trong nghiện mới được, chắc bự vậy. Lá với ngò rí. Ủa cái này thịt này thịt xay nha mọi người, đó ớt tỏi. Này có còn còn mấy nữa nè. Cái gì vậy? Cũng không heo hả? Trong đây mập lại đây mập ơi, mập. Tỏi, cà no nha mọi người, nước mắm. Không có nước mắm. Đó, thịt ta. Nay mình làm xíu mại nha mọi người. Đó. À. Trứng nữa nè, lọc trứng vô. Rồi. Vậy là trong đây có một cái miếng bột bắp cho nó dẻo. Đó, mình cho thêm miếng bột bắp vô cho nó dẻo nha mọi người. Vô đây có bánh trứng không nha giòn. Mọi người. Rồi. Bánh mì không giòn thôi cho bột bắp. Đây bánh mì không có thì mình cho bột bắp. Trứng nữa. Giòn một. Trời ơi, bóp chưa nát dấu mọc này. Nát như vậy nè đại ca. Đó, giờ mình bóp thêm bánh mì vô nha mọi người. Nó cho nó giờ dẻo. Đâu tay mày đâu? Mày nhỏ cho nó dẻo đi. Ok. Từ từ úp rồi, úp quá. Thôi xay nha mọi người. Còn miếng này ngày mai làm. Chia tới làm thịt nướng. Chia tới làm gà nướng. Này giờ đang làm xíu mại nha mọi người. Chiên không dầu. Đó, cái này là xíu mại nè. Chia tới làm gà nướng còn nồi chiên không dầu. Bóp hả? Ok, okay. Bóp nắng thành cục đúng không? Hả? Bóp nắng thành cục đúng không? Đúng rồi. Bóp cái đều thật chứ đi. Nắng thành cục. Ok. Để theo khẩu vị mọi người nha. Ai ai muốn làm kiểu gì làm nha. Đó, đây cho thêm miếng dầu hào nha mọi người. Đó. Đây ta làm theo nhà ta ăn. Đó, đây ở nhà làm ăn chung là tùy theo khẩu vị của mỗi người đó. Đúng quá. Thì xay nè, mình gọi là xay. Có tỏi, miếng bột và bắp, miếng hạt nêm với đường với trứng nha mọi người, một cái trứng nữa, hành lá, đó, gọi hành lá với gọi hành lá với ngò rí vô nè, đó, nó thơm. Thơm lúc này, rất là thơm. Rồi đây chị có giang nguyên liệu đi hấp. Nặng chưa? Mốt. Rồi xong cái mình vào cục lại. Ngồi cho nó dẻo đi, út nặng, rồi út hết chưa? Vào cục lại cái mình đem đi hấp nha mọi người. Đó. Quá ngon. Chưa ở đâu Ngọc ơi. Đó. Cái này nó tối quá chung mà quay nó hơi mờ nha mọi người. Đó. Nó không có được sáng nha mọi người nè. Đó. Làm xíu mại nha mọi người, lát nữa mình làm cái nước sốt nữa. Phải mua phải ấy cày cà chua nữa mới được. Sốt. Này là nhà làm thôi, làm để ăn rồi. Quá. Quá ok luôn. Thấy nhau mọi người nè. Đó, đầu mình dở ra nè, đỏ. Đỏ, quá đã rồi người ơi. Đó. Đó. Chính là người đó nó ra nước, nó tôm nước nè, đỏ. Làm cho nhà ăn nhau người đó, quá ngon. Trời ơi. Ok. Tây Pháp. Em đi lên trước này nè. Dạ. Này mới đặt gì trên mạng này, cái áo gì nè. Nè đây đôi dép nữa. Đó.
À, đây chảo. Cái gì vậy? Chảo nè, hai tặng chảo tặng này, hai tây fan đàng hoàng của ai có gì trong đây đàng hoàng nhưng mà đầu giỡn nè, chảo không không chảo dính chiên nè. Chảo chiên không dính tây fan đàng hoàng. Bỏ cái này đâu 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 mọi người, tên cái gì tới à, đó có làm thì em có mua gì đâu cũ, cái nồi này mới mua lần đầu tiên nè. Đó. Có mua gì đâu mới. Tại khoán này chiên không dầu lâu lắm rồi mới dám mua nè. Mua gì? Cái nồi chiên không? Cả mấy 3 triệu, mấy 3 triệu. Đây nha mọi người, cái cục là đó. Trong ở nhà ăn làm không có cần phải đẹp nha mọi người. Đó. Thì vô đây không cần phải đẹp nha. Rồi ok. Đây nha mọi người nè, nãy mình hấp chín xong bắt đầu mình làm nước sốt. Làm cái nước sốt cà chua nha mọi người. Đó mình cà chua mình sắc nhuyễn cái mình xào nha mọi người, đó. Đó, xào xong rồi ở đầu mình bỏ qua bên cái nồi này, mình nêm gia vị này nọ vô nha. Cà chua lấy thịt thôi, không có bỏ vỏ với lại vậy. Ừ. Đó. Mình bỏ luôn luôn cái vỏ ngoài cà chua nha mọi người, cái vỏ cứng á, đó. Xong mình lấy cái thịt thôi đó, nãy ra nó nấu nó nhừ ra nè đó. Rồi mình bỏ nêm đây miếng bỏ một miếng dầu điều nè. Hạt nêm nè, đường, muối. Đó giờ nó gần chín rồi nha mọi người, đó đầu mình chín rồi. Đó bắt đầu cái mình cho thêm ngò rí rồi vô với miếng hành lên trên nữa đó. 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 Rồi xong rồi đó thành phẩm nha. Múc ra đi thành phẩm nè. Đó giờ mình múc ra nha mọi người đó. Này làm nhà ăn cho nên là hương liệu là phải hấp dẫn hơn ngoài hàng bán. Đây lên đây ok đó đó đây mọi người nè, đó đây là ok mọi người. Vậy mày đâu út? Đã đi tôi mua cho mày về quay mày quay, đợi tôi mua gì cho mày quay. Con ké không ké, chạy mua luôn cho. Mua đi, đi mua giùm nó đi. Đó đây mọi người nè. Ở giờ này ăn chấm bánh mì mọi người. Đó. Quá ok luôn. Có 3 viên vậy để 4 viên mới đúng. 4 viên thì chữ tử á. Ngủ cái gì con? Vậy. Hả sao con ngu quá vậy? Đó. Đó con. Đó. Rồi, này kết thúc video luôn nha mọi người. Đó. Này xong rồi nha mọi người, đó chính rồi đó. Giờ đó mình kết thúc video luôn nha mọi người. Đó. Còn này xíu mại chấm bánh mì nha mọi người, ăn với bánh mì. Quá ngon luôn.